Đây có gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, đây có chiếc xe đây bạn. Wow có chiếc xe đây bạn. Bạn ơi đây có chiếc xe đây. Wow các bạn ơi, ở đây có gì đây các bạn? Có gì đây bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có gì đây bạn? Wow ở đây có chiếc xe đây bạn đây bạn. Wow ở đây có chiếc xe đây bạn. Bạn ơi, wow các bạn ơi. Wow các bạn ơi. Wow nó làm ngã chiếc xe luôn các bạn ơi. Đó. Wow nó tấn công chiếc xe nhỏ bạn ơi. Đó, tấn công xe cẩu cát nhỏ đó. Ủi luôn, ủi xe cảnh sát luôn kìa. Đó. Đó đó, nè. Wow, đụng vô mấy chiếc xe của mình. Wow các bạn ơi. Trời ơi, xe tấn công ghê bạn ơi. Kìa. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng chơi những món đồ chơi mới mình nha. Wow các bạn ơi, ở đây có gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, có một chiếc xe ô tô các bạn ơi. Chở theo một chiếc xe ủi cát các bạn. Wow, xe ủi cát rất là mạnh luôn các bạn ơi. Rồi ở đây có gì các bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cứu hỏa các bạn ơi. Nè, đây là cái chỗ cho chú lính cứu hỏa ngồi cứu hỏa các bạn. Rồi ở đây là cái đèn xe cứu hỏa nè, chỗ cho tài xế ngồi lái xe, chỗ lên xe ngồi các bạn. Xe có biển số xe là 112A nha. In. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì đây các bạn? Ở đây có nguyên khẩu súng bí ngô luôn các bạn ơi. Lấy những viên đạn các bạn gài vô các bạn. Lên đạn nè, cắm mục tiêu zombie các bạn ơi. Wow các bạn ơi, mình đã bắn ngã mục tiêu zombie rồi. Rồi còn một viên đạn nữa, lên đạn nào. Cảnh tiếp tục nhắm mục tiêu này các bạn. Wow, mình đã bắn ngã luôn rồi các bạn ơi. Wow, khẩu súng bí ngô rất là mạnh luôn nha các bạn. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì đây các bạn? Wow, ở đây có một chiếc xe cảnh sát nè các bạn ơi. Nè, chú cảnh sát, cô cảnh sát nè. Còn đây là chiếc xe đua các bạn, để đây. Nè. Rồi, lấy con zombie các bạn ơi. Wow các bạn ơi, này có gì đây các bạn? Cái này là cái cabin các bạn ơi. Của chiếc xe nào các bạn? À, của chiếc xe cần cẩu này các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ lắp ráp cho các bạn. Đây, ok xong các bạn ơi. Wow, một chiếc xe cần cẩu đang đội cái nón nhìn rất đẹp bạn. Ở đây có anh cảnh sát các bạn. Rồi lấy ra các bạn ơi. Tiếp tục ở đây các bạn ơi. Wow, ở đây có chiếc xe đây các bạn. Ô các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe ô tô các bạn ơi. Chở theo chiếc xe các bạn. Hai xe gấp này các bạn ơi. Rồi để đây các bạn. Rồi đây có chiếc xe các bạn. À đây chiếc xe cần cẩu bạn ơi. Xe cần cẩu cẩu này lên luôn các bạn. Wow, hay chứ bạn ơi. Rồi để đây các bạn ơi. Wow các bạn ơi, ở đây có gì bạn? À đây là cái cabin của chiếc xe nào đây ta? À cứ như chiếc xe này nè các bạn ơi. Wow, đây là chiếc xe cần cẩu đó bạn. Đó, có anh tài xế đang ngồi lái xe các bạn ơi. Lấy cabin lắp ráp vô bạn. Wow, ok, nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Rồi tiếp tục nào các bạn ơi. Ở đây có gì đây bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe. Wow, một chiếc xe ô tô các bạn ơi. Chở theo chiếc xe xe gì bạn? À đây xe gấp nè các bạn ơi. Wow, xe gấp này chạy mạnh chưa các bạn ơi. Ở đây có gì bạn? À đây cổng cát. Chiếc xe cổng cát bạn ơi. À xe cổng cát đây bạn. Rồi lắp ráp vô bạn ơi. Wow, mình đã lắp ráp xong chiếc xe cổng cát bạn ơi. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì bạn? Cái đồ lưu đường nè các bạn ơi. À đây xe lưu đường nè các bạn. Rồi lắp ráp cái đồ lưu đường các bạn. Đây gắn vô bạn. Ok xong các bạn ơi. Wow, đây có chiếc xe này các bạn ơi. Wow các bạn ơi, đây cái chiếc xe gì nào? Đây xe cần cẩu cảnh sát nè các bạn ơi. Nè đây là móc cẩu bạn. Đây có chỗ cho sơn ngoài lái xe nè các bạn. Uyên. Rồi các bạn ơi, ở đây có chiếc xe đây các bạn. Wow, đây là một chiếc xe container cảnh sát bạn, chở theo một chiếc xe mô tô nè. Một chiếc xe mô tô nữa. Wow, xe rất đẹp luôn. Ui các bạn ơi, ở đây có cái cabin của chiếc xe nào ta? Hình như của chiếc xe nè các bạn. Lấy cabin lắp ráp cho bạn. Đây ok xong các bạn ơi. Wow, một chiếc xe đội cái nón cảnh sát nhìn rất đẹp luôn bạn ơi. Rồi tiếp tục nào các bạn ơi. Ở đây có cái cabin của chiếc xe gì đây ta? Để bây giờ mình kiếm coi bạn. Như của chiếc xe các bạn. Đây đồ trộn bê tông nữa bạn. Gắn đồ trộn bê tông vô các bạn. Đây ok xong rồi, bây giờ lấy cái đồ trộn bê tông bạn gắn vô các bạn ơi. Đó, ok xong rồi. Wow, chiếc xe nhìn đẹp ha bạn ha. Rồi tiếp tục nào các bạn ơi. Ở đây có chiếc xe đây. À đây là xe cổng cát các bạn ơi. Rồi bây giờ lắp ráp vô các bạn. Đó, một chiếc xe cẩu bút cát đội cái nón màu xanh nước biển nhìn rất đẹp luôn. Wow, rất đẹp luôn nha các bạn. Rồi đây có chiếc xe đây các bạn ơi. Wow các bạn ơi. Wow, một chiếc xe này xe buýt nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe Cubus nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Đó, nó tự khởi động lên các bạn ơi. Nè, khởi động lên sáng đèn nhìn đẹp chưa các bạn. Xe rất là mạnh luôn các bạn ơi. Wow, xe rất là mạnh luôn. Rồi đây có gì bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cảnh sát nè các bạn ơi. Wow, xe cảnh sát nhìn rất đẹp luôn nè các bạn. Ở đây có anh tài xế nè các bạn. Chiếc xe này chở theo chiếc xe cẩu bút cát các bạn ơi. Đó, xe cảnh sát đang chở theo xe cẩu bút cát nha. Wow các bạn ơi, ở đây có hộp gì nữa các bạn ơi. Đổ các bạn. Wow các bạn ơi, một chiếc xe gì nè các bạn ơi. Wow, đây là xe cẩu bút cát điều khiển các bạn ơi. Nè, có gồng bút cát bằng sắt nè các bạn. Rồi đây là cái đồ điều khiển nè các bạn. Khởi động lên các bạn. Đây ok xong các bạn ơi. Ở trong này có anh tài xế đang ngồi lái xe các bạn. Khởi động cái đồ điều khiển lên các bạn. Bây giờ nhấn lúc này thử các bạn. Wow các bạn ơi, nhớ lúc này là cái xe điều khiển cái gồng bút cát các bạn ơi. Đó, rồi bây giờ mình nhấn thử lúc này các bạn. Đó, nhấn lúc này cũng điều khiển gồng bút cát luôn nè các bạn. Wow, xe này hay các bạn. Đó, hay chưa các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bấm cái này các bạn. Ô, nút này là xe di chuyển nè các bạn ơi. Đó, xe đang di chuyển nè. Đó, hay chưa các bạn ơi. Wow, bấm nút này thử các bạn. Ô các bạn ơi, chiếc xe đang quay cái bệ cẩu bạn ơi. Đó, xe cẩu cát đang quay bệ cẩu nha. Đó, hay chưa bạn ơi. Xe này di chuyển đâu các bạn ơi. Ui các bạn ơi, nó lại tấn công chiếc xe các bạn. Wow, nó làm ngã chiếc xe luôn các bạn ơi. Đó, nó ghê chứ bạn ơi. Rồi nó đang đi đâu nữa đây các bạn? Ô, ghê nha các bạn. Hình như nó đang qua tấn công chiếc xe này các bạn. Đó, để coi. Wow, nó tấn công chiếc xe nhỏ bạn ơi. Đó, tấn công xe cẩu cát nhỏ đó. Ủi luôn bạn ơi. Ủi xe cảnh sát luôn kìa. Đó, ghê chứ bạn ơi. Trời, nó làm ngã hai chiếc xe luôn các bạn ơi. Wow, chiếc xe này mạnh ghê các bạn. Rồi nó đang đi đâu nữa đây các bạn ơi? Ôi kìa. Đó, rồi ghê chứ bạn ơi. Có chiếc xe này ghê nha các bạn. Wow, các bạn ơi, nó đang tấn công qua những chiếc xe bên này nè các bạn ơi. Ôi no, nó ủi chiếc xe các bạn ơi. Wow, ghê chứ bạn ơi. Ó, nó siêu sức mạnh luôn các bạn ơi. Ó, nó ủi mấy chiếc xe luôn nè các bạn. Đó, kìa. Wow. Ô, không biết nó ủi nổi không ta. Trời, nó ủi luôn các bạn ơi. Wow, nó ủi luôn hai chiếc xe luôn các bạn ơi. Wow, ghê. Nó ủi chiếc xe buýt nè các bạn. Đó, ghê chứ bạn ơi. Đó, nè. Wow, nó làm ngã luôn chiếc xe buýt luôn các bạn ơi. Trời, nó ủi chiếc xe buýt ghê các bạn. Các bạn ơi, trời, nó đang tấn công một chiếc xe luôn các bạn ơi. Ghê chứ bạn ơi. Wow, ghê chưa kìa. Đó, chiếc xe này ghê các bạn. Đó, nó đang tấn công vào những chiếc xe này các bạn ơi. Wow, nó đang
qua tấn công bên chiếc xe bên này nữa các bạn ơi. Ôi no 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 no. Oh no. Bạn ơi chiếc xe nó chạy ghê các bạn ơi. Chắc là mình sẽ không điều khiển nó đâu. Bây giờ mình sẽ lại đây các bạn ơi. Bây giờ cái này có gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, đây có một chiếc xe này, xe chở thú này các bạn ơi. Chở theo hươu cao cổ, chở theo sư tử các bạn, chở theo con cọp nè các bạn. Còn đây là con hà mã nè bạn. Đây con tê giác nè. Wow, chiếc xe rất là ngầu luôn các bạn ơi. Rồi ở đây có gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, ở đây hình như có một con khủng long nè các bạn ơi. Con khủng long nhìn ngầu chưa này các bạn. Rồi còn đây là cái móc kéo nè các bạn ơi. Đó, xe khủng long kéo này móc kéo các bạn. Rồi đây là cái chuồng thú chở theo con cọp nè các bạn ơi. Rồi đây chở theo con khủng long nè các bạn. Nè. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì bạn? Ở đây gầu bút cát bạn ơi. Đây bể cẩu nè bạn. Lắp ráp vô bạn. Đây ok xong rồi. Wow, một chiếc xe cẩu bút cát siêu xịn sò luôn. Rồi lắp ráp lại xe chở bê tông, bây giờ mình sẽ lắp bánh xe các bạn. Một bánh xe. Cái bánh xe nè các bạn. Ok xong rồi. Nè. Wow các bạn ơi, ở đây có gì đây bạn? À đây đồ chở bê tông các bạn ơi. Đây có chiếc xe đây bạn. Wow các bạn ơi, đây còn chiếc xe phân thì chắc nè các bạn ơi. Đó nhìn rất đẹp luôn. Dưới này chở theo hai chiếc xe các bạn. Một chiếc xe, hai chiếc xe, bốn chiếc xe. Wow, rất đẹp luôn bạn ơi. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì bạn? À đây gầu bút cát bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái này bạn. Đây lắp ráp vô bạn. Đó, một cái cổng cát nè bạn. Đó, xe cổng cát nhìn siêu xịn sò chưa? Ở đây có chiếc xe này bạn. Ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe chở hàng các bạn ơi. Đó, xe chở hàng siêu xịn sò luôn nha. Wow, bạn ơi đây có chiếc xe này bạn. Wow các bạn ơi, đây một chiếc xe container chở theo một chiếc xe cảnh sát, chở theo xe cổng cát các bạn. Rồi bây giờ lấy cái đầu chậu bê tông, bây giờ mình sẽ lắp ráp cho các bạn. Ok, xong rồi các bạn ơi, mình đã sửa chữa xong chiếc xe chậu bê tông nhìn rất đẹp luôn. Ở đây có anh tài xế đang ngồi lái xe các bạn. Rồi chạy đây nè các bạn ơi. Ui các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe này, xe gì đó bạn? À đây xe cứu hộ bạn. Đây là cái cabin nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp ráp cho bạn. Đó, xong rồi các bạn ơi. Wow, xe nhìn rất là ngầu luôn các bạn ơi. Rồi ở đây có gì đây bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe này, xe container các bạn ơi. Xe container màu vàng nè, có móc kéo màu đỏ các bạn, chở theo một chiếc xe, hai chiếc xe nhìn rất đẹp luôn bạn ơi. In. Rồi sửa chữa chiếc xe chở rác này các bạn. Đây gắn bánh xe các bạn, mở bánh xe. Tiếp theo thì bánh xe nữa các bạn. Ok xong rồi. Qua các bạn ơi, chiếc xe chở rác siêu bự luôn. Bỏ những chiếc xe này vô bạn. Đây ok, đẩy nắp tay. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì đây các bạn? Wow, có một chiếc xe nhìn siêu ngầu luôn bạn ơi. Đây có đồ điều khiển nè bạn. Khởi động cái đồ điều khiển nè bạn. Khởi động chiếc xe lên các bạn. Đây ok xong rồi. Kiểm tra chiếc xe. Ui các bạn ơi, chiếc xe còn chạy được các bạn ơi. Wow, ui các bạn ơi, chiếc xe nó chạy đụng vô mấy chiếc xe của mình luôn các bạn ơi. Kìa. Wow, ghê các bạn ơi. Kìa. Wow các bạn ơi. Trời ơi, xe tấn công ghê các bạn ơi. Kìa. Đó ghê chứ bạn ơi. Kìa. Oh no. Wow. Oh, trời. Ghê. Oh no các bạn ơi. Trời. Wow, ghê chưa. Wow, ghê các bạn ơi. Đó xe siêu sức mạnh luôn. Wow. Oh, nó đang bị mắc trong vòng vây nè các bạn ơi. Kìa. Đó, nó đang tìm đường thoát nha các bạn ơi. Đó, đụng mấy chiếc xe nó kiếm đường thoát nha các bạn. Đó, ghê chưa bạn ơi. Wow, hay chưa? Wow. Đó, rồi nó thoát ở ngoài này các bạn ơi. Wow, ghê các bạn. Rồi nó đang tấn công bên này. Đó, chiếc xe nó chạy rất là mạnh luôn bạn ơi. Đó, các bạn thấy ghê chưa? Oh, no. Wow. Wow, rồi các bạn ơi, kìa nó làm gì các bạn ơi? Rồi các bạn ơi, nó đang chạy đây, nó bị kẹt ở cái chỗ chiếc xe các bạn ơi. Đó, nó đụng chiếc xe mô tô, nó mắc kẹt đây luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ để nó đây nha các bạn. Tiếp tục lại đây các bạn ơi. Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe gì nữa bạn ơi, hình như chiếc xe container điều khiển các bạn. Bây giờ mình kiểm tra mở coi các bạn. Nè. Rồi các bạn ơi, đây. Wow các bạn ơi, chiếc xe nhìn ngầu chưa nè các bạn. Đó, một chiếc xe container siêu dài luôn nè các bạn. Có cái đồ điều khiển nè các bạn ơi. Ở đây có cho thêm mở cửa ra nè các bạn. Nè mình mở cửa thùng hàng các bạn. Bây giờ mình sẽ cho những chiếc xe này vô các bạn ơi. Đó, mở thùng hàng, bỏ mấy chiếc xe vô các bạn. Rồi bỏ chiếc xe container vô luôn các bạn ơi. Wow, ghê chứ bạn ơi. Ô, chiếc xe này siêu dài luôn nha các bạn. Chứa theo một chiếc xe container luôn. Khởi động lên các bạn ơi. Đây, khởi động lên các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động cái đồ điều khiển luôn các bạn. Rồi kiểm tra. Wow, chiếc xe chạy được luôn các bạn ơi. Đó, hay chứ bạn ơi. Wow. Wow, chiếc xe chạy rất hay phố các bạn. Nhưng bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về nhà ăn cơm học bài làm bài tập rồi. Bye bye, chào các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.